Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ gia thế của Hoa hậu Ngọc Châu, tân Miss Universe Việt Nam 2022 vừa đăng quang, ai nghe cũng bất ngờ. Từ khi quyết định đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vương miện. Cô cao 1m74 với số đo 3 vòng, 81, 63, 92,5cm. Trong cuộc thi năm nay, 9X là một trong số ít thí sinh hội tụ đủ các yếu tố, nhan sắc, hình thể, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp tiếng Anh để trở thành người sẵn sàng đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2022 vào cuối năm. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu từng tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc và luôn cố gắng trau dồi bản thân, hoàn thiện từng ngày. Cô là Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu siêu quốc gia 2018 tại Ba Lan và lọt top 10 cùng danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á. Tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu đã từng trải qua cuộc sống tương đối khổ cực. Ngoài ra, gia đình của Ngọc Châu vốn có gia cảnh khó khăn. Bà mất sớm, mẹ bận rộn mưu sinh nên phải thường xuyên thức khuya dậy sớm để làm việc. Suốt 4 năm, người mẫu học đại học, mẹ Ngọc Châu chưa từng lên thành phố thăm con gái lần nào vì không dám bỏ dở công việc và sợ tốn kém. Để dành dụm chi phí trang trải cuộc sống, nàng hậu chấp nhận sống trong căn phòng trọ khá chật hẹp cùng với bạn bè. Thậm chí, khi Ngọc Châu đã trở thành quán quân của Việt Nam Next Top Model mùa 7, cô vẫn sống rất tiết kiệm để dành tiền phụ giúp mẹ. Trong một chương trình truyền hình phát sóng từ rất lâu, Ngọc Châu từng chia sẻ, lúc đi thi đại học, chị hai là người đưa em đi vì mẹ phải ở nhà lo việc nhà. Bản thân em cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, nên em không có trách móc, đòi hỏi hay so sánh mẹ với mẹ của bạn bè. Cuộc sống của em gặp khá nhiều khó khăn, nhưng với tính cách độc lập của bản thân nên em không muốn chia sẻ với ai. Thậm chí, có lúc em từng nghĩ, nếu mình không thi người mẫu, chắc hẳn cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều. Em có thể vô tư chơi với bạn bè, cũng như tốt nghiệp đúng hạn. Xong rồi em suy nghĩ lại, lúc đi thi, mẹ là người không cho mình đi thi. Mình đã phải chứng minh và thuyết phục mẹ ra sao, mà bây giờ mình lại có ý nghĩ ngược lại như vậy. Và em hiểu rằng con đường này là do em chọn nên em phải cố gắng cho tới cùng. Dự thi Hoa hậu ở tuổi 28, Ngọc Châu được đánh giá cao ở kinh nghiệm làm mẫu nhiều năm, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt cùng nhan sắc ở độ tuổi chín mùi và câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, độ tuổi cũng là yếu tố khiến nhiều khán giả từng lo ngại về khả năng đăng quang của người đẹp. Tân Hoa hậu từng chia sẻ với chúng tôi, cô quyết định dự thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 vì chủ đề Vina Woman và sự động viên, tin tưởng từ gia đình, bạn bè, người hâm mộ. Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam là mục tiêu tôi đặt từ lâu và luôn hướng đến để cố gắng rèn luyện, trau dồi. Đây là cơ hội để tôi đột phá hình ảnh bản thân. Tôi tâm niệm liên tục làm mới, phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Hình ảnh một cô gái hoàng vũ khác xa với Ngọc Châu công chúng đã biết. Sự kỳ vọng lớn khiến tôi có những áp lực nhất định, nhưng tôi sẽ biến nó thành động lực để phấn đấu, cố gắng hết mình. Cô trải lòng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.